ghê cho. Yeah. Hello chào anh em ha. Thì vẫn là lại con đường cũ 3 giờ sáng anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ đi 3 giờ 3 phút luôn này. Hôm nay mình sẽ đi Nha Trang nha anh em. Nên mình sẽ chạy ra Nha Trang. Thì đợt này mình đi có một mình mình chở đống đồ camping đi luôn này. Đi camping nha anh em. Nói chung là đi camp ở Nha Trang, nói chung là đi vòng chơi. Chủ yếu là mình test xe thôi. Mình đi xem cái lực máy xe này đồ là như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra đổ xăng và mình chờ thằng bạn mình ở Giga Mall Thủ Đức. Mình không biết là đi ra đó giờ này không biết có mấy anh hình sự nó quần không. Chứ khu mình đó nha, khu mình là tối mình ngồi ăn á, mình ngồi ăn ở ngoài đường qua nè, thì lâu lâu mình thấy mấy anh hình sự đi đi tuần anh em. Là hình sự này đi với trật tự với đi với giao thông là ba cặp á. Mà hôm bữa mình nhớ là mình ngồi ăn bún bò, mình thấy mấy anh hình sự chiếc E150 đi hai nha. Chiếc đó mình nghĩ chắc phải 65, tại vì cái lực máy ướm tầm 65 thôi. Ê, mình đi lỗ rồi hay sao á? Mình đi này đi. Chạy ra, giờ mình sẽ đi ra đổ xăng nha anh em. Đổ xăng, rồi tí nữa tới cái khúc nào mà nó ok á, mình sẽ canh xăng cho, kiểm tra xăng cho anh em xem. Hiện tại là xe mình, tí nữa mình sẽ nói về con xe Shopee của mình ha. 62 phiên bản Shopee. Full phay vô chạy nè, vặn nó êm ghê á. Bây giờ mình sẽ đi ghé đổ xăng nha anh em. Biết giờ này có đổ xăng không? Mình dính cái này mình không có lên được. À, mình chở nhiều đồ quá. Chở sau nó nặng tay lái lắm anh em. Đâu có chở được đâu. Hiện tại là mình đang ở, nói chung là mới chờ thằng bạn mình ở Giga Mall Thủ Đức. Thì hôm nay mình sẽ đi chung nó, nói chung là nó đi phân tiết thôi. Còn mình sẽ chạy ra Nha Trang nha anh em. Chạy ra Nha Trang luôn. Anh em thấy mình chở quá trời đồ chứ không? Mình phải để cái túi này trước. Chứ nếu mà mình cột cái hàng sau á thì nó không có chạy được. Anh em biết là cái chàng vàng này nó yếu lắm. Đó, nên là mình chở đồ camping lèo đồ các thứ lây quá trời, nó cũng đồ camping không á. Chiếc xe mà nó đi là chiếc chiếc này cục máy nó giống thằng gì nhỉ, một Rider á. Mình cũng không rành về mấy thằng này, nhưng mà nó có hình như là nó hàng là dòng su sao. À, chiếc này chiếc Bandit, nhớ rồi, chiếc Bandit đó. Hôm nay bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em về cái cục máy, với nói chung là về cái phiên bản Shopee 62 Shopee mình đang đi rồi như thế nào. Tại vì nó mình giới thiệu đây cho những anh em mà chưa biết luôn. Thì cái đầu tiên là mình đi lòng 62 MC Racing. Nó cái đúng ra cái tên MC Racing nó phải đổi thành MCR thôi anh em, là mình đọc là MCA. Nghe nó sang một chút đó, còn MC Racing nghe nó cứ đó, sao á đó. Nói chung là mình sẽ đổi tên là MCA đi ha. Chứ R thì tiếng Anh đọc là A đó, mình đổi là MCA. Ôi qua cái gò này nó còn cái gì đó. Anh em giờ đi tour ghê, nhiều ghê á, anh em thấy không? Chắc 62, 65 đồ không? Xe mình đâu có gõ, ấy quên, bậy, nói bậy. Xe mình đâu có chạy lại xe người ta, gõ cái gì mà gõ không biết. Thôi, lòng MC Racing 62 ha. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình đi cam 0223 của BRT. Rồi sau đầu CKHL 2.9, Subox ECF 1952. Chảo ở nói chung là chảo giữ nguyên này, mình ra miệng xếp bắp lên thôi, lớn lên thôi. Rồi gì nén canh 12
nến canh 12 nha anh em. Đó, đi ron chân lòng jean và ron thiết, nói chung là cũng như jean thôi, giày cũng như jean thôi. Đi đường phân Phạm Văn Đồng này mà nói thiệt sợ lắm luôn á, tại tối hình sự với lại cơ động đồ nhiều lắm. Thế là mình ngại lắm. Đó, ta đứng thấy bu đông đông rồi, đèn đỏ dính để đứng chung với nhau luôn rồi, xong rồi. Giờ này anh em đi tour cũng nhiều ghê đó anh em. Thư giãn thôi, nói chung mình đi tàn tàn chơi thôi, cũng đâu có cần gì gấp vội đâu. Đó, theo mình nghĩ nha, nếu như mà mình đợt vừa rồi mình đi hai cái tour ngắn ngắn là 200 cây thì 400, thì tính ra là nếu như cũng bằng gần bằng Nha Trang rồi, thì đây chạy thẳng ra Nha Trang luôn, thì mình ướm ướm mà nếu mà tầm đó ngon ngon thì chạy được hai cái tour này chắc chắn thì cũng phải chạy ra được tới Nha Trang. Mà đồ ở bên trong vẫn còn ok, không có vấn đề gì. Đó, thì mình nghĩ là vẫn đi được, không có gì hết. Mình đừng có ép máy mình phá là được rồi. Khi mình phá đồ mình cái gen nó không ấy thì ok, thì chạy cũng đâu có. Nếu mà mình không phá thì cũng đâu có vấn đề gì đâu anh em. Mình nghĩ là vậy. Mình cũng tới gần tới cái bay rồi đây rồi. Thì mình chạy xe này á, mình đi cái thời tiết này á, cái nhiệt độ này, mình chạy với tốc độ này này, nó êm đã lắm. Nhưng mà nếu như theo mình nha, theo như mình nghĩ nha, nếu như mà mình đi với tốc độ này, mình đi thời tiết này, nói chung là mình, nó tạo điều kiện mọi thứ hoàn hảo hết, thì cái cục máy mà có lúp á thì chắc khả năng cao là chỉ có do vật liệu thôi anh em. Đó, đó thì vật liệu thôi, hoặc là do cái gen thôi. Còn lại thì mình chưa thấy có, chưa có quan ngại cái gì hết. Mới bình thường thôi, mình chạy bình thường nè anh em. Mình cứ đi cái tốc độ này đều 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 đều. Đó, nhưng mà xe nó không còn giật như là 50-170 nha. Cái cặp vít á. Đó, này 50-172. Thấy ok. Khá là ok á. Nè, mình giữ ga nó đều. Nhưng mà mình chưa biết xăng cộ nó nhiêu thôi. Thì để trời sáng sáng đi, mình sẽ đổ xăng một lần nữa. Mình sẽ kiểm tra xăng cộ cho anh em xem. À. À, trời bình minh đẹp chưa? Để tí lên mặt trời sáng sáng chút mình sẽ quay cho anh em xem ha. Hiện tại thì thời tiết cũng lạnh lắm nha. Ui cái gì vậy? Cản cái gì ghê vậy? Hiện tại thời tiết cũng lạnh lắm nha anh em. Má cản cái gì mẫu meo không ghê quá. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 5 giờ rồi. Thì 5 giờ chắc tầm chạy xíu nữa tới, nói chung là mình mới chạy được nửa đường Phan Thiết à. Chạy cũng tàn tàn em ơi, tại vì đi chung với thằng bạn á. Qua Phan Thiết thì mình sẽ chạy một mình nó sẽ nhanh hơn. Trời đẹp ghê luôn em. Mình đi giờ này, mình thích đi giờ này lắm nha. Đi với cái giờ này á, nó mát mẻ lắm, nó vắng, nó không có ồn ào. Đấy giờ mình thấy anh em đi ngang qua đây đi tour nhiều lắm luôn á. Toàn 6, 8 đồ nổ đùng 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 đùng. 72 đồ 65 có hết. Anh em đi tour nhiều quá luôn. Quá trời nhiều luôn, đúng đông luôn. Đường đúng đẹp luôn em ơi.
Trời mới có 5:30 à anh em, 5:20 à. Mà sáng trưng luôn. Nè, nhìn mặt trời sáng trưng luôn á. Đó, mới 5:20 đó mà sáng trưng luôn kìa. Quá đẹp luôn. Nó cam cam nó đẹp ghê. Mới 5:20 đó anh em mà trời nó sáng trưng luôn đó. Quá đẹp. Đi giờ này phê thiệt, thích thiệt. À, hồi nãy mình đổ xăng, mình quên nói với anh em là hồi nãy mình đổ 50.000. Nhưng mà lúc hồi nãy, từ lúc nhà mình đi á, là 100 cây nha anh em, 100 cây. Thì nếu như mà mình chia ra, nếu mình tính nhầm nhầm nha, cũng được 46 cây lít anh em. À không biết có ảo không đó, không biết có ảo không nha. À, từ lúc mà nhà mình đi chạy lên chỗ đổ xăng hồi nãy thì cũng mình chạy cũng vẫn tốc độ này thôi. Đó, tốc độ này cũng bình thường thôi. Mà không biết có ảo ma Canada không nha. Nếu mà 46 cây một lít là hơi bị ngon ấy. Rõ đâu. Nhưng mà mình thấy vẫn hơi ảo. Để mình sẽ canh lại lần nữa. Tí mình sẽ canh lại. Lục. Hey, what happened? Nổi đi ra làm hết hồn luôn. Tôi phân thiết rồi. Trung mì phân thiết chạy cũng nhanh mà. Đâu có xe xô gì đâu. Mình đứng chờ bạn mình. À bạn đít này 150 này. Chưa chạy lên nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng máy như thế nào nha. Mình cũng chưa nghe luôn, mình mới thấy luôn. Bây giờ bỏ đồ xuống đi. Nghe thử cái tiếng máy xem có đủ khả năng để chạy ra tới Nha Trang không. Mình chỉnh gan tí nhỏ quá. Ủa em ru anh em ơi. Ây da nó nóng. Mình đi cái bô này nghe nó hay hơn á. Em ru anh em ơi. Đủ khả năng nha. Đủ khả năng để tới Nha Trang nha. Để mình lượm cái bịch rác nha. À mà quăng rác ở đây kỳ cục vậy. À quăng ra chỗ kia kìa. Ủa mình càng đi nghe cái tiếng nó càng hay sao á. Ủa anh em thêm rùa. Ok. Đủ khả năng ra tới Nha Trang nha anh em. Mình sẽ chờ thằng bạn mình. Sáng sớm chưa ăn gì mà đi lượm rác à. Như xe gì luôn anh em ơi. Từ xa nhìn nó như xe gì luôn. Trong mì mình mới ăn sáng xong. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng ra Nha Trang luôn nha anh em. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đổ xăng. À đồ trời nhiều thiệt chứ. Kiếm chỗ đổ xăng. Xong bắt đầu mình chạy chạy để canh xăng xem thử là nó hao bao nhiêu cây một lít đi touring. Yeah, yeah. MD, JPB.
if you think of running, you can run it back, yo. Để mình chờ Esther lên. Hả, chờ đang lên, nhìn cái họ đang lên. Đang lên. Vui quá anh em. Chung là đi kia kia nhau mày vui. Có biết 57 hay là gì nữa. Cái bạn à, đang đi chat mình là lên. Nope. Kê vô. I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, yo, yeah, yo. You know. Yeah. I said, damn, it's gonna be a long night. Mình thích ra số luôn. Yeah, let's go. Look. Phê ghê á, mãi ngày cuối phê ghê á. Xe G nữa là 57 gì đó rồi, chắc là 57 rồi. Xe chạy cũng gia tốc dữ á. Thôi vui thôi, anh em vui vẻ thôi. Đây là mình giữ lại tốc độ bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đổ xăng nha anh em, kiếm chỗ đổ xăng cái đã, rồi bắt đầu mình set up là ấy lại con số là từ đầu. Chỗ này cũng đường dân của người ta cũng qua cũng nhiều lắm. Tí đây khúc Ninh Thuận rồi mới vui, vắng vẻ ha, nhưng mà nó lại gió. Đó, tí đây khúc đó đi rồi có gì hay mình sẽ quay lại tiếp cho anh em xem. Tiêu nha. Ra ngoài đường đứng kê thiệt chứ, lì thiệt đó. Chó ra ngoài đường đứng ngó chơi á. Chó đấy nhìn mặt chắc con mới năm tuổi, anh em nhìn mặt nó non đó, dễ thương hiền, không biết gì hết, không đùa nó vô, nó không vô luôn, lì thiệt chứ, nó lè lưỡi nó còn trêu mình nữa chứ. Hơi bị đẹp anh em. Tự nhiên thấy cái chỗ này á, giờ nhìn cái đồi của nó giống như nó vàng vàng, nó hồng hồng á. Đó, anh em thấy không? Mùa mưa á, nó lòi cái đất ra sao á. À, nó mọc cỏ anh em ơi. Cỏ anh em ơi, cỏ. Quá trời luôn. Nhìn cái đồi, nhìn cái quả núi này nó vàng vàng, nó hồng hồng, mắc cười lắm. Nhìn nó đẹp á, nhìn nó hay lắm nha. Xăng à anh em ơi, chết rồi. Anh nỉ ý. Cái cây xăng gần đây không anh? Em đi Nha Trang á mà. Em đi tour Nha Trang à. Cái y ấy còn trên đây có xe xăng cái em không đổ xăng, đây chút kia em không đổ xăng ấy. Gần đây không anh, cái xăng gần đây không anh?
Cây xăng trên này gần không anh? Hả? Cây xăng trên này gần không? Là sao kia à? Thì hiện tại là mình còn mấy chục cây nữa mình tới Nha Trang rồi. Còn có khoảng 5-60 cây gì đó. Ồ, chỗ này giờ người ta làm điện gió lên đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Vừa đi mình ngắm cảnh anh em. Đó, bên kia đẹp chưa? Mình thích ngắm núi hơn ha. Ngắm núi hơn ngắm biển. Ở bên đẹp luôn. Hồi nãy mình thấy có nguyên đoàn anh em đi tour đứng lại cây xăng sửa xe. Rồi chắc xe với cái gì vậy? Hồi nãy ngay chỗ đằng sau lưng mình này. Trong này mình chạy một mình cũng nhanh lắm. Chạy một mình nó không phải chờ đợi đồ. Thoải mái á. Mình thích dừng thì mình dừng là mình đi tiếp. Đó, thế nó nhanh. Mình chở cái túi này trước nè anh em. Túi đồ camping của mình này. Thì xe trước đó, xe khá là đầm luôn đấy. Bây giờ mình chạy 70-80 mà gió như vậy nè. Gió vậy không xi nhê gì. Đầm thiệt đấy chứ, ngon. Nhưng mà trước sau thì mình cũng phải khi mà mình làm 62-65 FI gì đó, hoặc là BVA đồ, thì mình buộc mình cũng phải lên chặng 3 thôi anh em. Trước sau thì mình cũng phải lên, nhưng mà tại vì mình chưa có thời gian để mình về mình làm cục máy lại đi ha, rồi bắt đầu mọi thứ bên ngoài mình sẽ tính sau. Lâu lâu mình được cái tour đi mình á, chạy sướng thiệt, chạy nó phê, mình cũng không có chạy muốn chạy nhanh đó nè anh em. À cái tour này nhiều lắm, bền nhiều lắm. Thì chạy cũng không phải chờ đợi. Mà công nhận ở đây, chỗ cái đường này gió thiệt, gió mặn thiệt luôn á. Ok anh em, thì mình còn 20 cây là tới Nha Trang rồi. Hiện tại là 10:43 nha, 10:45. Đó. Thì còn 20 cây nữa anh em, tầm 22-23 cây nữa là tới Nha Trang. Tí nữa tới mình sẽ chôn thằng bạn mình nha anh em. Mình sẽ chôn nó. Tại vì thằng ngoại mình nó đi trước rồi, nó đi hồi sáng chủ nhật rồi. Còn hôm nay là mình đi tối chủ nhật là sáng thứ hai á. Đó, thằng xô đít á. Đó, bây giờ mình sẽ chôn tí nữa tới, mình sẽ chôn nó. Tí tí nữa mình sẽ chôn nó cho anh em xem ha. Nói chung là xe mình đi tới Nha Trang cũng không vấn đề gì. Mình ngâm từ Phan Thiết lên đây luôn. Mình ngâm mà không quan tâm xăng cộ hết xăng luôn. Rồi đổ xăng vô ngâm tiếp. Đó, nói chung thì chạy cũng ổn định. Phiên bản 62 Shopee này cũng ra gì và này nọ phết anh em. Đó, Shopee chứ. Shopee cũng có cái giá của Shopee chứ anh em. 62 Shopee. Ồ, 62 này cũng bình thường anh em. Không vấn đề gì ha. Đó. À cái đồ nó nặng. Ủa, vẫn êm như chó thở đấy em ơi. Vẫn êm như chó thở. Ok. Xuống cho thằng bạn mình. Đâu? Ủa mày đang đâu hả? Mày tới đâu rồi? Để tao hỏi người ta coi. Ủa chú cho anh hỏi chỗ này chỗ nào chú? Hả? Phú Yên hả? Chết rồi. Ủa? Phú Yên hả? Ủa mày đi tới đâu rồi? Phú Yên mày ơi. Chắc xe mặn quá chạy tới Phú Yên luôn rồi. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nha Trang. Đây cổng Tràng Nha Trang. Bây giờ mình sẽ chạy lên núi mình cam thôi. Chứ
Ở Nha Trang hết khách sạn để ngủ rồi, mình phải lên núi mình ngủ.